Đà Lạt, hướng dẫn viên Hàn Quốc nói cha vua Bảo Đại sinh 100 con toàn năm, 50 theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên người Hàn đưa du khách Hàn đi tham quan các di tích văn hóa lịch sử tại Đà Lạt. Người này còn đã tự thuyết minh cho đoàn khách không có sự xuất hiện của hướng dẫn viên người Việt Nam. Đang nói, những thông tin mà hướng dẫn viên Hàn Quốc thuyết minh hoàn toàn sai lệch, chắp vá. Trong đó, hướng dẫn viên này thuyết minh về vua Bảo Đại được dịch lại như sau. Vua sống ở châu Âu, mẹ là Hoàng Thị Cúc, cha Bảo Đại sinh được 100 người con toàn nam, 50 theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển. Người này mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Vua Bảo Đại cao 1m76, xây 3 căn nhà để nghỉ ngơi trên Đà Lạt. Nội dung cha của vua Bảo Đại sinh được 100 người con toàn nam rất vô lý, nhưng không có du khách nào phản ứng, ngược lại còn nhận được sự tò mò thích thú. Ngày 25 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc đã được ghi nhận. Sở sẽ cử thanh tra vào cuộc để làm rõ. Đơn vị này cho biết thêm, chưa kể nội dung thuyết minh đúng hay sai, dẫn đoàn trên lãnh thổ Việt Nam mà không có hướng dẫn viên Việt Nam là đã sai luật.